Đây. Bạn mạnh tay lên sân khấu nào. Mời nữ song ca cổ bánh bông lan. Cô hai ơi, cái bánh bông lan nhị vàng cánh trắng. Cô dán chưa ngủ, cô dán. Còn cái bánh bông lan cánh vàng nhị cũng vàng luôn. Vậy mà hệ vắng xa thì trong bụng thấy buồn, chắc là mai mốt đây tôi về ở luôn nơi này. Chị hát của anh Út Liêm có nhờ. Ủa, sao cô hai đứng thân không nói một lời. Ông bà bảo anh hãy khoan thì nói, thì sao cô hai hạ tiện từng lời từng tiếng như vậy hả cô hai? Dạ phải rồi đó anh ba, hễ có ăn thì có nói, nhưng hồi sáng tới giờ tôi bán chứ không có ăn. Nói vậy nãy giờ tôi nứt là một chục cái bánh bông lan rồi, chắc là phải ở đây nói hoài cho tới tôi. Không có dám mời, mà anh đi thì cũng không có dám hối. Vậy chứ cô hai hối làm sao cái đàn do, trong khi chỉ tại nhớ cái bánh bông lan mà từng ở trên chứ tôi lặng lội xuống dưới này. Ủa không lẽ là cho anh ta không có chắc tại người đánh bột khéo tay nên tôi mới nhớ hoài. Cảm ơn anh ba nghe, để tôi về tôi nói lại. Ba má ở nhà xây bột đổ khuôn á. Ủa nói vậy không phải à, mà chắc là nhờ tay nó khéo đó. Tiền ơi, mấy đứa em tôi mà nó nghe anh khen như vậy chắc mừng đó anh ba à. Ủa à, bộ không phải mà cô hai nè, cô ác chi vậy? Không lẽ tôi nói tôi xuống dưới này là tại vì tôi nhớ. Anh nhớ gì vậy anh ba? Nhớ nhớ cô hai. Thì nãy giờ không nói không sao. Mình lại đứng dẫn ha. Bị giấy đó rồi. Bông lan mát miệng kề thương anh bởi câu hò lần tiên hát đưa duyên. Con đò dàm có lớn đơn quen môi nhớ miên bước lên tìm mừng. Tại cái bụng tôi nghĩ thiệt thà, hệ nghĩ làm sao thì nói ra làm dây. Nếu mà anh ba xuống tới đây chỉ vì cái bánh bông lan thì để tôi rối cho anh ba vài chục cái để anh đem theo về xứ để anh dùng.
cùng. Không lẽ anh mượn khuôn mượn lò để về anh nướng bánh lên mình ăn? Dạ, tôi có nghe nói cái nghề làm bánh đâu phải ai làm cũng được, phải học hỏi cho đàng hoàng và còn phải khéo tay nữa. Vậy hôm ấy anh ba về rồi đưa chị ba xuống, ba má tôi không có xấu bụng giấu nghề. Vậy anh ba chưa có vợ hả? Dạ, tình cũ này bảo vậy có một mình hơn à. À, vậy tôi biết rồi. Chắc đại anh ba lập lừa chén tròn, nên chưa có cô nào vừa mặt hết phải không? Cũng có lập lừa có kén chọn gì đâu. Chắc tay tay tôi ngồi chỉ bánh bóng ra mà cả đời quên không được. Thế là tôi làm mãi cho anh cô bằng, làm bánh bóng lan theo những nơi này. Dạ, cảm ơn cô hai. Mà cô hai nè, sao cô nói cái gì cô cũng vàng ra hết trọi vậy? Thôi thì nó gần nó xa, hôm qua nó đi. Cô hai à, tôi lặng lội xuống dưới này là tại tôi nhớ ai anh hai, nhớ cô hai. Nãy giờ không nói sớm, nít cái chục cái bánh bông lan rồi. Rồi cảm ơn anh Út Liêm nha, đã giao lưu cùng em nha. Em mới thấy ra mình lững chừng. Cảm ơn cái nhiều cô Vũ của hai anh em nha.